Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vào sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự đoàn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành. Tham dự đoàn còn có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy các đơn vị thuộc bộ, đại diện Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an Nhân dân. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, trong đó có lực lượng Công an Nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Hôm qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ, công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiều, thành phố Hà Nội. Cùng đi có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Trực tiếp thăm kiểm tra tiến độ xây dựng tại công trường, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã nghe báo cáo quá trình triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an và đơn vị nhà thầu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương thực hiện các giai đoạn dự án theo tiến độ đã đề ra. Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm của đơn vị chức năng, cán bộ chiến sĩ, công nhân, người lao động trong những ngày cận Tết vẫn lao động hăng say, thậm chí ứng trực, làm việc xuyên Tết tại công trường. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, dự án trụ sở Bộ Công an được xây dựng là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân, có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Đây sẽ là công trình kiến trúc có tầm vóc, có giá trị thẩm mỹ, làm đẹp thêm cho thủ đô Hà Nội. Quá trình triển khai dự án đã có rất nhiều thuận lợi khi Bộ Công an nhận được sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ của các hộ dân, doanh nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng. Bộ Công an xúc động và tri ân trước tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chăm lo chu đáo cho cán bộ chiến sĩ ứng trực, công nhân, người lao động làm việc tại công trường trong các ngày Tết, tạo không khí vui tươi, đón xuân đầm ấm, phấn khởi, hăng say lao động. Quá trình triển khai dự án cần đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và phải tuyệt đối an toàn. Phát huy sức trẻ trong công tác chuyên môn, những ngày cận Tết, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng nhiều mô hình phần việc thanh niên cùng các đội nghiệp vụ của đơn vị thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, đặc biệt là trên lĩnh vực quản lý hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Ngày 7 tháng 2, tức ngày 28 Tết âm lịch, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng còn khá đông người dân đến làm các thủ tục về giấy tờ an ninh trật tự, giấy tờ tùy thân và định danh điện tử mức độ 2. Làm đây là cái đầu tiên, thì chị cũng chưa biết về nhiều thứ, nhưng mà nói chung là các cơ quan ban ngành họ cũng hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như nãy chị mới vào đây thì bạn một cửa, bạn không một cửa này cũng đã giải thích, chị vẽ rất là chu đáo. Làm định danh mức 2. Mà thấy là gần Tết rồi nhưng mọi người rất là kiểu hỗ trợ em, dù là em có để quên giấy nhưng mà chị cũng kiểu nhẹ nhàng nói với em là xong rồi cũng hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Trước đó dự báo những ngày cuối năm và đầu năm sẽ có rất đông người dân xa quê về để cấp đổi, cấp mới, chỉnh sửa giấy tờ tùy thân và cấp định danh điện tử mức độ 2.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự sẽ đi vào hoạt động. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo đoàn thanh niên tham gia cùng đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung công tác, không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân lên giải quyết thủ tục hành chính phải băn khoăn, khó chịu. Đây thì chúng tôi thực hiện với phương châm là tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính vì nhân dân phục vụ với hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là phòng tiếp dân phải đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, đúng điều lệnh nội vụ. Cái thứ hai là cán bộ tiếp dân là đoàn viên thanh niên, do vậy thể hiện sức trẻ thì trong quá trình tiếp dân thì luôn có thái độ lịch sự, vui vẻ và đảm bảo khi giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Ngoài việc tham gia các tổ tiếp dân trên lĩnh vực hành chính, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia tổ chức công tác tuần tra vũ trang cùng lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tổ công tác đang ngày đêm kiểm soát chặt chẽ về an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời tạo sự răn đe kiểm chế với tội phạm và các vi phạm pháp luật. Cái thứ nhất là được nhận được sự xung kích tiên phong của các đồng chí đoàn viên thanh niên của chi đoàn, tham gia rất nhiệt tình, thể hiện sức trẻ. Trong đó thì trong quá trình triển khai thì cũng nhận được sự ủng hộ của người dân quan tâm rất là nhiều. Đặc biệt là cái mô hình xây dựng phòng tiếp dân thanh niên thì nhận được sự quan tâm của người dân. Trong đó thì người dân đánh giá lực lượng đoàn viên thanh niên rất là cao trong quá trình cũng như là thái độ tiếp dân để đảm bảo cái đúng thời gian quy định đề ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát về Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nói riêng và tuổi trẻ công an tỉnh nói chung đã và đang ngày đêm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia đắc lực vào công tác quản lý an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn với công việc của mình, nhưng với những đoàn viên chiến sĩ công an, niềm vui, sự hài lòng của người dân sẽ là mục tiêu và động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Thưa quý vị, giảm án tha tù trước thời hạn là một chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày hôm nay thì công an các địa phương đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tốt. Nhiều phạm nhân được tha tù trước thời hạn về ăn Tết cùng với gia đình. Ngày 7 tháng 2, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 32 phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 32 phạm nhân, trong đó có 10 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Theo quyết định giảm án, trong đợt Tết Nguyên đán năm 2024, Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ có 5 phạm nhân đủ điều kiện được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, trở về đoàn tụ với người thân, gia đình. Ngoài ra, có 6 phạm nhân khác đủ điều kiện được giảm thời gian chấp hành án phạt tù. Đây là những phạm nhân có thái độ, tinh thần cải tạo tốt, chấp hành đúng các quy định. Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định giảm án cho 16 phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dịp này, 16 phạm nhân được giảm án, tất cả đều được giảm bằng thời hạn phạt tù còn lại. Với chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dịp lễ Tết sẽ tạo điều kiện động lực cho những phạm nhân cố gắng cải tạo, lao động tốt để sớm trở về với cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, Công đoàn Công an Nhân dân lại cùng các đơn vị phối hợp thực hiện những chuyến xe miễn phí nhằm chia sẻ và hỗ trợ người lao động xa quê có điều kiện về quê đón Tết ấm áp bên gia đình. 5 giờ 30 phút sáng, rất nhiều người lao động thuộc công ty 19 tháng 5 Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an đã có mặt chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Điều đặc biệt, đây là những chuyến xe miễn phí được Công đoàn Công ty 19 tháng 5 bố trí đưa người lao động về nhà an toàn. Tết năm nay thì vợ có nói là công ty có tổ chức chuyến xe hỗ trợ nhân viên trong công ty và gia đình về quê ăn Tết. Thì tôi nghe tiếng rất phấn khởi và cảm ơn công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên cũng công nhân trong công ty. Cuối năm thì được công ty tổ chức cho xe đưa anh chị em cán bộ công nhân về quê ăn Tết, đoàn viên với gia đình. Thì là cảm xúc của tôi thế này là cũng là rất vui, rất hào hứng và cũng cảm ơn công đoàn công ty và cũng chính quyền của công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ cho anh chị em công nhân được có chuyến xe về quê ăn Tết vui vẻ và hạnh phúc.
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, công ty 19 tháng 5 bố trí 3 chuyến xe chở tổng cộng gần 200 người, gồm cán bộ, công nhân viên cùng vợ, chồng, con cái của họ về quê đón Tết. Đối với những cán bộ, công nhân viên, người lao động quê ở xa muốn về quê nhưng không nằm trong hành trình của các chuyến xe cố định thì công ty sẽ hỗ trợ tiền mua vé tàu, xe ô tô, vé máy bay, đảm bảo cho mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động ai ai cũng được đoàn tụ cùng gia đình vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Cái việc làm này thì thực ra là ngay cả bản thân đoàn viên công đoàn cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Họ coi như là yên tâm, coi như gắn bó làm việc với đơn vị cho đến cái thời gian cuối của kỳ nghỉ, kỳ làm việc theo quy định. Và họ cũng yên tâm là coi như có cái chuyến xe coi như không đồng mà coi như là công ty đã chi trả hỗ trợ tiền thuê. Và họ đi lại coi như về quê các tỉnh phía Bắc coi như rất là dễ dàng và thuận tiện, tạo nên một cái cảm giác, cái tư tưởng coi như an tâm và coi như trước cái kỳ nghỉ lễ của mỗi đoàn viên công đoàn. Hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi vì được công ty tạo điều kiện để cho xe về quê ăn Tết ạ. Một năm qua là kinh tế cũng rất là khó khăn, công ty đã tạo điều kiện để chúng tôi được về quê ăn Tết thì cả nhà về là cảm thấy là an toàn. Chúng tôi rất là mong muốn là năm tiếp theo là công ty tạo điều kiện để có chuyến xe miễn phí để chúng tôi được về quê ăn Tết ạ. Mỗi tấm vé xe không đồng về quê đón Tết của công ty 19 tháng 5 không chỉ giúp người lao động tiết kiệm được chi phí mà còn giúp họ an tâm hơn trong chặng đường về quê. Hơn nữa, đây cũng là cách để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty.